Ngay lúc này Địch Góc đang thất thủ nha mọi người ơi. Sẽ ghi nhanh cho mọi người hình ảnh đỉnh Phía Góc, đường lên đỉnh Phía Góc hiện tại đang thất thủ. Rất đông xe luôn, rất nhiều. Mình mà ép được cái đầu vào tí nữa là tốt nhỉ. Hay là để một tí xe này là anh em lùi anh ép vào để bắt tắt lái vào. Rất đông xe mọi người ạ. Nóng ơi, nóng vừa đó. Ai vớt? Rất đông. Cái xe này bánh một nửa bánh ở đây này. Một nửa bánh xuống dưới này. Đấy, trả lái đi. Một nửa bánh ra hẳn là gì à? Ôi trời ơi, xe đông vui đấy. Xin chào mọi người, toàn nam thanh nữ tú này. Đang thất thủ một đoạn khá dài nhá. Những cái hình ảnh đỉnh Phía Góc. Cứ nghĩ là tắc đường chỉ có Hà Nội nhưng mà Cao Bằng cũng có luôn. Anh nhích lên đây một chút đi. Phía Góc thất thủ. Thank you.